Chào mừng các bạn đã quay trở lại với No Man's Sky. Tập này thì chắc là mình sẽ xây một cái căn cứ ở đây, ngay đây luôn nè, chỗ này bằng phẳng nè, quá tốt luôn. Cái gì sáng vậy? Sao tự nhiên nó chuyển thành cái màu cam? Chắc là mặt trời lên bên kia hả? Lúc này thì ở ngoài không gian không thấy có một cái hành tinh nào hết, giống như là trái đất luôn nha. Ôi có gì chển kìa phải không? Không biết là cái gì luôn. Chỗ này có mấy con này bay qua bay lại cũng vui ha. Miễn là nó đừng lại gần là được rồi. Để xây nhà thì mình cần phải đặt cái này xuống hả? Phải không? Mình không nhớ nữa. Ồ chắc vậy á, đặt cái đó xuống mới xây nhà được. Đặt tên lại cái ngôi nhà của mình. Chỗ này là... Rồi. Rồi xây nhà thôi. Có cái nông trại luôn hả? Cái này để làm gì ta? Coi thử coi. Đây là cái gì đây? Giống như cái đèn vậy á. Có cây giống kìa. Khúc này không được hả? Chắc là phải dùng cái súng này nè. Đây. Oh man. Đắp lại được không? À đây nè, đắp lại nè. Không biết nó xài cái gì để đắp lại ha. Ồ này quá rồi, đắp hơi quá rồi. Thành cái núi luôn rồi. Rồi bây giờ chuyển lại. Ồ bự quá. Hay là mình xây trước đi mình đắp sau. Rồi vô được rồi nè. Nó có đều không vậy? Nó bị sai hướng rồi. Men. Phí gỗ quá. Ô lộn, phí carbon quá. Nữa. Trời ơi cứ quen tay hoài. Rồi xây nó. Phí lộn xây nó là chữ T. Đây nữa. Còn carbon kìa. Phải quỷ bên này rồi. Rồi súng hết đạn luôn. Ủa hết năng lượng. Rồi được rồi nè. Rồi ok. Cái này sau này đắp lại sao? Nữa. Trời ơi. Tại sao nó không có một đường thẳng gì luôn mà nó cứ quay ngang gì hoài vậy? Ý sẽ lại được nè. Giờ lúc mình quỷ cái carbon nó sẽ quay ngược vô cái hành lý của mình. Hành trang chứ lộn. Men. Rồi. Nó vô. Đó. Sao là không nói vô được. Ê đây được rồi nè, được rồi. Ok. Bây giờ phải đi lấy thêm carbon thôi. Quét. Oxy. Tí oxy mình còn không? Còn. Rồi mấy thứ mình cần thiết đều còn hết. Như là hành tinh này đâu có độc đâu. Thì mình sai, hành tinh này có độc. Coi lại sao ta. Gì hả? Ok. 8.0 độc. Nhưng mà phóng xạ thì thấp. Kệ đi cũng được, không sao. Như là mình cũng không có thấy cái này nó bị giảm nè. Cái này là bảo vệ mình khỏi độc này nữa nè. Nó không có giảm xuống mà nó lại ghi là 8.0 độc. Không hiểu luôn. Mấy cây nào mới có mọc lại không đó. Tại vì nếu mà gần nhà mình quá thì nó xấu đi á. Mất chỗ cái gần. Con gì đây? Quét nó liền. Ủa. Bia. Podosa. Bia. Cho nó ăn. Ôi cho nó ăn nè. Xong. Ơ nó vui kìa. Không biết nó có thành thú cưng của mình được không. Cái bụi. Ủa có carbon nữa à. Có gì đâu nè. Ngoài. Ý. Khúc này vô quá.
Nhộn nhịp quá. Không biết đủ carbon chưa nữa. Phút này thì không có xây được. Phút này không xây được. Không xây được. Ý được nè. À tại mà đứng cho nó không xây được. Một mảnh, trời ơi cái gì. Hai mảnh. Ba mảnh. Rồi ok xong. Phút này phải đắp lại nè. Tao đắp lại nhìn thấy xấu quá vậy. Giờ tới cái tường. Ô cái gì đây. Cái material. Có thể đổi thành những cái đất loại khác nữa nè. Chắc là sau này nó sẽ mọc cây lên. Cái cỏ này lên á. Giờ thì nó vẫn là đất. Tại mình mới tạo nữa. Đây là cái wooden window panel. À cái cửa sổ. Cái cửa sổ cho nó đẹp. Mà cần phải có grass là kiến á. Mình không biết làm cái đó làm sao hết. Kiến làm từ gì, cát không? Đâu có cát đâu mà làm ta. Thôi tạm thời xây cửa thường thôi. Không có kiến để làm cửa kia rồi. 40 carbon, trời ơi phải đi lấy nhiều lắm á. Làm chắc 2 tầng hết á. Ô có hành tinh kìa. Gì mà nó không có. Nè không thấy, ý cái thị mình thích kìa. Nó đã bay đi rồi, không biết chừng nào mới mua được nữa. Kệ đi, có mặt trăng cũng tốt. Mặt trời nè. Mình biết một điều là không thể nào đủ carbon để xây hết tường đâu. Ba cái là cùng rồi. Phút này xong xây được. Rồi ba cái thôi. Mình cần thêm khoảng 1, 2, 3, 4, 5. Ủa cái gì? Hoàn thành được thành tựu gì đó. Đi được 15 km rồi. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhân 4 là 24. 240 carbon nữa. Này phải né cái con Sentinel nó ra. Chưa có đủ. Cần nhiều lắm. Nãy mình tính có 6 cái cửa à. 8 cái tường chứ. Mình cần phải làm tờ cửa nữa. Nên thu thêm vài cây nữa đi. Đẳng đi xa xa coi có gì không. Mình muốn có mưa nước sôi quá. Không biết nó ra làm sao. Life support system. Đây. Xong. Đây có gì đây. Copper, đồng. Có một cái công nghệ gì đó bị chôn vùi. Đây. Làm à, chỗ đó là lấy cái ngọc chai á. Đây ngọc chai không nè. Đây. Copper. Sentinel. Paraffinium. Đây là cái gì ta. Sao quá trời luôn, phải lấy phi thuyền đi á. Copper. Ở đây thì nó gần hơn phải không? Đúng rồi, ở đây gần hơn nè. Copper. Ô cái gì đây. Cái cây gì đó nó bị. Cái cây nhìn như cục đá nha. Yukovsky. Ủa ngồi vậy. What. Ủa cái. Cái cục màu xanh dương cũng là Yukovsky. Mà này cũng là nó luôn. Ồ ngồi ha. Phía Ferai. Ý. Tạm thời xài hai cái này đi. Rồi cái cửa vô. Đó. Giờ tới cái máy ha. Thôi hai cái đó vậy thôi. Khúc này có cần che lại không? Khúc này mình muốn nó. Không có mái nhà ha. Chỉ có thể che lại thôi à. Cái gì nè. Tạm thời chắc che lại hết đi. Tại sau này mình sẽ làm thêm một cái tầng nữa. Tầng ở trên nữa. Giờ thì chưa cần đâu. Chưa có nhiều đồ để đâu. Xong. Xong chưa? Chắc xong rồi đó. Ra nhìn cái. À nè đây nè. Ý cũng được, giống như cái mái che vậy. Cái làm lộn mà nhìn cũng được. Kệ đi. Bỏ này ra, bay lên coi thử. Rồi sau này sẽ xây thêm một cái tầng nữa. Có thể là mình sẽ xây một tầng bên này với lại tầng bên này. Hai cái riêng rồi bắt với nhau. Đây kiểu như cái lâu đài luôn. Giờ thì chưa cần. Vô. Ồ, gì đây, sao không vô được. Phải đắp khúc này lại nữa. Cái súng của tôi đâu. Rồi. Chuyển qua cái súng kia. Chuyển chế độ rồi đắp nó lại. Ok vô được à. Vô được thoải mái không. Trong này hơi dướng nè. Rồi ok được rồi. Trong này mình sẽ để mấy cái máy xuống đi. Sau này mình tạo mấy máy khác. Ô 19 độ C. Quá tuyệt vời. Quá mát luôn. Ra ngoài thì là 15 độ.
Giờ này 19 độ. Permanent technology, cái baseball. Oh, cái cổng dịch chuyển. Iron battery với ionized cobalt. Cobalt không biết lấy ở đâu. Iron battery thì chưa có bản vẽ để làm. Như bệnh luôn. Chưa làm được rồi. Có cổng dịch chuyển này thì khỏe hơn xíu. Thôi để sau đi. Đây là mấy cái máy mình tính để xuống nè. Giờ coi thử có gì mua được không. Điểm để lưu lại nè. Mình chưa có đủ service module nữa. Giống như tiền nha. Để mua mấy này. Chưa có đủ cái gì hết. Mà để coi có gì vui không. Có đèn. Communication station này dùng để làm cái gì. Dùng để gửi tin nhắn tới những người phiêu lưu khác. Chắc là người chơi khác á. Giường nè. Quên vụ giường luôn. Có ngủ được. Không biết có ngủ được không. Chắc không đâu. Game này thì cũng là dạng offline. Nhưng mà không biết. Chắc không có để cái vụ ngủ vô đây đâu. Ghế bàn này nọ. Thôi. Đây là signal booster. Dùng để làm gì mình quên luôn rồi. Navigation data nè. Structure tức là cái công trình gì đó. Coi thử có công trình gì xung quanh đây chơi không. Đúng lúc hai máy bay bay ngang luôn. Có gì đâu không. Có kìa. Mừng quá. Đó là cái gì? Manufacturing facility. Giống như là cái chỗ để sản xuất cái gì á. Chắc là sẽ có những cái bản vẽ cho mình. Và bển chơi. Với lại giữa đường chắc là khám phá thử coi cái quặng gì bên này là cái gì ha. Cái đó copper không phải cái này. Sentinel. Cái nào ta. Ủa nhớ thấy bên này mà. Mất tiêu rồi. À bên này nè. Paraffinium deposit gì đó. Đánh dấu nó luôn. Rồi qua bển trước. Rồi qua bên đó sao. Đi. Mấy con này được đâu ra vậy. Ở dưới nó bay lên vậy. Dưới đất bay lên luôn á. Chỗ này gần với nó quá. Ủa đây hả. Không. Quách sao đào không được. Hay là phải xài cái súng bự gì. Xuống nước luôn rồi. Mày phá hủy môi trường quá thôi. Đắp nó lại đi. Oh shit. Bự quá rồi. Rồi ô ô ô ô ô. Đạp xuống. Ê hoài. Bấm lộn nút. Để yên cho nó xuống đi. Ủa năng lượng ghê luôn. So, gì đây? Con Starship. Một navigation data required. Có thể gọi phi thuyền xuống đây hả? Mà gọi gì? Gọi phi thuyền này hay là phi thuyền ai khác? Không biết luôn. Máy lên beam đi. Đây có gì vui không? NaOC. Mấy cái thứ bình thường lặt vặt thôi. Không có gì mới hết. Giờ đây coi thử. Chơi này bự quá. Ý, lưu lại. Mình quên lưu luôn á. The Sportland Hatcher gì đó. Có thể thao nữa. Ở này mình có gọi luôn thì làm chi nữa. Đường vào bên này. Đây là căn cứ số 9. Đây có gì không? Ồ, cái máy gì nè. Đây là sodium. Hay vô. À không biết ở gần đây. Ý vô không được hả. Reinforced door. Cần phải có cây súng gì đó mới vô được. Chán vậy. Súng này hay sao. Không được rồi. Hay. Chắc là sau này khi làm nhiệm vụ thì mình sẽ được những cái thứ đó để mình vô. Giờ thì chưa có. Chắc để kiếm cái công nghệ bị chôn vùi đi.
coi thử mình đào được cái gì. Copper không cần, chưa cần chứ mà lâu không cần. Star Bramble là gì đây, cây gì đó không cần. Relic, oh có cái relic gì kìa. Hình như là hết rồi. Ồ còn đường lần nữa. Được. Đánh dấu cái relic rồi, ở đâu vậy? Nằm đâu ta? Oh shit what? Đụng trúng con gì hay gì á? Đây là cái nhà của mình. Nãy mới đánh dấu xong tự nhiên mất tiêu luôn rồi. Chỗ này đi. Có gì đây nè. Hai chỗ luôn, chắc là đồng á. Kệ đào luôn đi, dù sao cũng cần thôi. Cái này đáng cái mình đào nào hết năng lượng thôi à. Cái kia nó bị quá nhiệt nữa. Nãy có đánh dấu cái gì đâu vậy. Ủa đây nè, cái bên nè. Nạp lại mới được. Tự nhiên đáp ngay chân luôn, mà không biết. Cái này nằm ngay dưới nè. Ồ, nhỏ quá. Mấy cái này thì phải bự ra xíu. Tay nè. Ừ, trượt xuống luôn rồi. Bấm E. Đi lộn. Lên. What? Đào thêm miếng nữa đi. Rồi. Nè. Yeah. Được sao về technology? Oh, thì ra là vậy. Mấy cái này lượm được cái này nè. Được rồi. Sao về technology? Đây. Trời ơi, 100 ngàn. Bán được 100 ngàn. Hoặc là có thể về nhà để đổi trong cái máy nhà đó hồi nãy. Ồ, em xíu đụng rồi. Phải nhà mình đó không vậy? Ô, quát cái gì vậy? Gì đây? Gì vui vậy? Mà thử, đâu 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 đâu. Mấy cái này mình không đánh dấu, mình là tìm thấy vô tình. Còn cái đánh dấu thì nó nhìn không thấy. Còn mới hay gì đây? Không, này quét rồi. Cái máy bị hư nè, mình có cái gì? Chromatic Mantle, oh có rồi. Mình làm từ đồng á. Mà mình xài hết trơn luôn rồi. Còn đây Wisdom of Kovac. Cái trí tuệ của Kovac chấp nhận kiến thức. Bạn đã học được từ hiếm, rare trong tiếng Kovac. Kovac là chắc là một cái chủng loài gì đó. Ồ, chi thiện nữa. Ồ, trời ơi, cái chiếc chính giữa kìa. Quá trời đẹp luôn. Man. Nhưng mà mình vẫn thích cái chiếc bên kia hơn. Đúng rồi, con gì mới nè. Giống con tối. Tối con cáo gì đó. Ranus Crum. Còn gì mới nữa không? Hình như là không. Hết rồi. Ý nữa nè. Technology mode. Oh, khoan, mình có thể kiếm mấy cái này để kiếm tiền cũng được. Bây giờ coi như là mình có 200 ngàn trong túi rồi đó. Rồi đi về thôi. Về nhà hay lên trạm vũ trụ đây? Hay là lên trạm vũ trụ coi có gì vui không? Nhà mình đó. Thật ra về nhà cũng đâu làm gì đâu. Thôi lên trạm vũ trụ đi. Đây. Ồ, nhìn thấy ba mặt trăng luôn. Thật ra này là hành tinh khác chứ không phải mặt trăng. Mà từ cái hành tinh này nhìn lên thấy đẹp quá trời luôn. Đi. Tạm thời tạm biệt nhà đi. Nào mình kiếm được cách để làm cái kiến rồi. Với lại ba cái để mình xây công dịch chuyển á. Làm đó là khỏe. Đây là hành tinh bị bỏ hoang. Có muối, pyrrhic với lại copper. Mấy cái cơ bản thôi. Không có gì mới nên không vô chi đâu. Rồi tới rồi. Ngưng lại. Nó tự ngưng không?
hay đi hút luôn. À tự ngưng. Rồi go. Ra. Ê ê không phải mất cánh. Trời ơi. Ồ có phi thuyền gì nhìn đẹp quá trời rồi. Coi thử giá bao nhiêu. Chắc cũng mấy triệu. Rồi đụng luôn, đụng luôn. Ây da. Rồi đi ra chứ không phải nút đúp. Nó lưu lại rồi. Coi coi cái này nhiều. Tiếng gì đó không hiểu. Có thể mua item từ nó hoặc là bán cho nó cái gì đó luôn nè. Ô, bán cho nó được hả? Trừ. Cái này thì cộng nè. Mấy cái cộng thì bán. Navigation data này trừ. Thôi không bán gì đâu. Coi thử coi cái tàu này nhiêu. Đây là 18 slot ờ, hạng B à. Đàm, ô, giống tàu chiến đấu quá vậy. Giá 1 triệu, trời ơi. Giá 400 mấy. Mà có 18 slot à. Đây đúng là tàu để chiến đấu rồi. Tàu của mình là tàu gì? Tàu dởm. Ờ, à, có cái mới nữa nè. Cái này thì hạng C 24 slot. Giá nhiêu? 2 triệu. Tại nó nhiều slot thôi. Mà thôi không mua đâu. Để coi ở đây có gì vui không. Mình có thể làm nhiệm vụ luôn. Mà thôi tập này không làm nhiệm vụ đâu. Tập sau đi. Giờ chủ yếu là kiếm cái multitude. Với lại nâng cấp cái exosuit lên. Ồ nè, chỗ để bán nè. Bán à. Cái đây hai cái luôn ha. Xong có 200.000. Có thể mua được cái gì từ đây. Đất hoàng. Đất dùng để làm kiến phải không. Mình không biết cái nào làm ra cái glass nữa. Mà đây là đất nè. À không, sand á. Cát mới làm cái đất. Ồ lộn, cát mới làm cái kiến. Technology module. Int. Mấy cái này chắc sau này mới xài tới. Có cobalt nữa kìa. Cái này cũng rẻ nè. Cái này là hồi nãy mình tính đi lụm mà không có đó. Lụm được. Không hiểu tại sao luôn. Iron battery. What? Vậy cái này mà là mình cần để mình làm công dịch chuyển không? Theo mình nhớ không lầm là vậy á. Thôi mua đại một hai cái gì đi ha. Năm đi. Cũng rẻ mà không sao đâu. Cái cổng nãy cần cái gì cobalt gì á. Để mua luôn khoảng 50 đi. Rồi. Ý lộn. Xong. Giờ được rồi. Vậy đó thôi. Đi kiếm chỗ để mình. Ý chỗ này có chỗ để thay đổi ngoại hình không. Mong là có. Đây có hai đường đi nè. Qua đây thử. Không được. Qua đây. Không được. What? Thành tựu gì nữa. Trader. Ờ à, mình có nhiều tiền á. Được thành tựu. Chắc là nằm bên kia rồi. Đây không có gì để mua đâu. Ô cổng gì đây. Cổng dịch chuyển đi đâu vậy. Qua thử. Offline rồi. Không xài được. Tạm thời chưa xài được. Mình nhớ trên bàn nó sẽ có những cái nanite cluster này nọ cho mình lượm. Mà sao không có ở đây nha. Chắc phải qua kia. Qua kia đi. Sao lúc nào mình cũng phải qua cái bên mà mình không cần trước nha. Rồi giờ để upgrade cái. Cho thêm một slot. Cũng ghẻ thôi. Không mắc đâu. Giờ slot vô đây hay là slot vô cargo ta. Cargo thì 50.000. Ở đây có 5.000. Rồi vô đây đi. Upgrade. Xong. 15 slot. Ồ không phải cái này nè. Exosuit đây. Rồi tiếp.
Đây là chỗ bán cái xe phi thuyền chưa cần. Này. Hạng C 993.000. Trời ơi. Tôi không cần. Vô đây coi thử có chỗ nào để thay đổi ngoại hình không. Trên bàn không có gì vui hết. Mình chưa muốn nói chuyện mấy này đâu. Mất công vô tới nhiệm vụ. Atlas Pass V3. Có V1, V2, V3. V3 là cái cao nhất hay sao? Rồi chỗ đây không còn gì để làm nữa rồi. Ở đây nè, mấy cái này nè. Ủa xong lấy được. Có khi nào đã từng vô đây gọi không? Mà chỉ nhớ mình kém thiệt chứ. Ở đây nè. Race Anomaly Gate. Giờ đây là những cái chủng tộc trong này. Kovac là hồi nãy mình đã học cái tiếng mà. Ô, nhìn giống người quá vậy. Rare, hiếm. Viking, Gate. Traveler là người đi du ngoạn. Anomaly, một cái sinh vật lạ. Body shape. Mình muốn nó cân đối xíu. Tạo nữ được không? Nè nữ. Race không biết có thể tạo nữ được không. Mình thấy cái này là giống nữ nè. No. Traveler hay Anomaly ta. Coi thử cái này. Rồi mình qua body shape. Thôi, này đi. Cái này giống người hơn. Số 3, hết. Nhiều thứ quá vậy. Đây là cái hình dạng của cái nón. Mình muốn nó có một chút xíu cái gì đó kỳ bí, bí ẩn. Nhìn giống siêu nhân Gao này nè. Nào được ta. Không thấy có gì khác biệt nhiều lắm. Chưa. Ô quách. Gì? Ông lộn nút rồi. Kovacs. Hồi nãy mình mới học tiếng của nó xong. Cái này cũng giống người nè. Thôi kệ, chọn này đi ha. Ồ, cái này đẹp nè. Cái này cũng đẹp luôn. Thôi mình chọn cái này đi. Cái này đẹp nè. Màu đen. Là mình khoái màu đen. Torso. Hết rồi phải không? Rồi. Tới cái này màu đen luôn. Ồ, cái này đẹp nè. Marking là gì? À. Đen. Xong. Cái giáp. Giáp này cho giống nữ ha. Đen luôn. Mà làm đen hết thì nó lại giống nam. Có kiểu gì khác đẹp hơn không? Ô quách có bốn ngón vậy. Ồ. Có cái màu của cái này nó nhìn nó lạ quá. Tự nhiên là màu tím à. Mà cũng không sao. Này đi cũng đẹp nè. Cái này đi. Marking. Đen. Hỏi marking đi. Gì đi. Tiếp tới chân. Đen đen. Cái này cái này tại sao lại có màu xanh vậy? Nữa rồi. Bọn lần này bấm lưu lại thì nó sẽ lưu cho mình. Này được hơn, cái này gọn nè. Marking là gì? Ô, thôi. Khoan. Marking này gọi ok. Tiếp theo là giày. Ủa sao nhìn lạ vậy? Này bị dư quá trời vậy? Chắc là người ngoài hành tinh đó vậy. Này nhìn bình thường nè. Tốt. Marking là đen. Xong. Tới cái bát phát nữa. Có nào đẹp hơn không? Mình thấy y chang nhau hết trơn. Có cái này nhìn cũng được. Ủa sao đây y chang nha. À, cái nét vẽ nó khác nhau. Đen đen. Màu đen nhìn nó không có được đẹp lắm à. Trắng thì sao? Trắng đen đi. Gì hả? Không đẹp lắm. Để mình thiết kế đi. Nó có một tí màu tím ở trên mấy cái bộ đồ của mình phải không? Gì để màu tím đi ha. Tím đậm đi. Này cũng tím đậm luôn. Ô khoan, này không được.
Cái này thì 8 hồng. Gì nhìn được nè. Vì mình phải chỉnh cái nón lại nữa, tại vì cái nón với cái này nó hơi bị, thì cái nón với cái này là bằng kiểu như sắt vậy, nó cũng sáng bóng lên vậy nè. Hai cái nhìn nó không hợp lắm, giờ phải chỉnh lại. Có quay ra làm sao được không? À được nè. Như vậy. Đây. Rồi cái giáp của mình luôn. Mấy cái này bắt buộc phải chỉnh nhìn nó mới đẹp. Như vậy. Cái này thì sao? Cái này là cái gì không biết luôn. Mà để đen đi. Ồ, cái này thì quá rồi. Đen hay xám này, đen đi. Rồi đó, đó gì nè. Bao tay, được rồi. Chân. Nó no. Không phải cái này. Đây. Rồi ok. Tiếp theo là cái gì, được rồi. Backpack. Rồi ok. Lưu lại. Có màn hình mới rồi nha. Nhìn khá là lùng. Này biết rồi. Vậy tức là chỗ này mình đã từng vô rồi mà lại không để ý cái chỗ đó. Quá tai luôn. Rồi, thì tập này mình sẽ ngừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.